ba nhóm rau gây mỡ máu, tắc nghẽn mạch máu cực cao nhưng nhiều gia đình lại ưa chuộng. Xin chào quý cô bác, anh chị đang theo dõi kênh Sức khỏe đời sống HIT3. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong video hôm nay. Thưa các cô bác, anh chị, tình trạng mỡ máu hiện nay vô cùng phổ biến, đặc biệt gặp nhiều ở tầm tuổi trung niên như các cô bác, anh chị ở đây. Theo các chuyên gia nghiên cứu nhận định, mỡ máu cao thường tập trung ở 3 nhóm đối tượng. 1. Có sẵn bệnh lý về tim mạch. 2. Tuổi già nên quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể suy yếu. 3. Có thói quen ăn không lành mạnh, ăn nhiều thịt, ít rau hoặc ăn quá nhiều đồ chiên xào chứa lượng mỡ lớn. Để cải thiện và phòng ngừa mỡ máu cao, chế độ đủ chất, tăng cường rau xanh sẽ là chìa khóa giúp cô bác, anh chị có một sức khỏe tốt, đồng thời tránh xa được các bệnh lý nguy hiểm khác không ngờ tới. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ đến cô bác, anh chị 3 loại rau không nên ăn để tránh tắc nghẽn mạch máu, khiến mỡ máu tăng lên. Mời cô bác, anh chị chú ý theo dõi nhé. Loại rau đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ đến các cô bác, anh chị đó là các loại rau củ giàu tinh bột. Những loại rau củ nằm trong danh sách này có thể kể đến như khoai tây, khoai lang, khoai môn, bí đỏ, ngô. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến khoai tây và ngô bởi vì hàm lượng tinh bột rất cao. Đây cũng là hai loại rau củ thường được cô bác, anh chị yêu thích vì có thể sử dụng, chế biến thành những món ăn ngon khác nhau, đa dạng chẳng hạn như khoai tây chiên, ngô luộc. Tuy nhiên, ăn ít thì không sao, còn ăn nhiều ắt sẽ có vấn đề. Cô bác, anh chị ạ. Nói đến đây, có thể cô bác, anh chị sẽ cho rằng tôi nói quá, rau củ thì lành mà, chẳng vấn đề gì đâu. Nhưng các cô bác, anh chị hãy nghe tôi giải thích chút nhé. Khi chúng ta ăn nhiều tinh bột hơn so với nhu cầu mà cơ thể cần có, lượng tinh bột dư sẽ tồn tại trong cơ thể, chuyển hóa thành đường. Sau một thời gian xử lý tiêu hóa, nếu cơ thể không hấp thụ hoàn toàn, đường sẽ được biến thành chất béo. Từ đó, dẫn đến mỡ hình thành trong máu, là nguyên nhân sâu xa gây ra tắc nghẽn mạch máu đó cô bác, anh chị ơi. Để dẫn chứng đầy đủ hơn, tôi sẽ lấy khoai tây làm ví dụ minh họa cho cô bác, anh chị thấy. Người ta tính được rằng, cứ trong 100g khoai tây sẽ có 16,5g carbohydrate. Đây được coi như chất xúc tác trực tiếp, làm tăng lipid trong máu, thành phần khiến cho tình trạng mỡ máu cao trong cơ thể. Vì thế, nếu cứ sử dụng khoai tây vô tội vạ với số lượng lớn, về lâu dài, các cô bác, anh chị sẽ mắc phải mỡ máu. Từ đó, nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu càng cao hơn đấy ạ. Do vậy, dù có thích ăn đến đâu, các cô bác, anh chị cũng không nên sử dụng chúng thường xuyên và ăn nhiều quá nhé. Loại rau tiếp theo nằm trong danh sách đen gây mỡ máu, tắc nghẽn mạch máu đó là rau muối chua. Các cô bác, anh chị chắc hẳn rất yêu thích món ăn này vì hương vị thơm ngon. Hơn nữa, chúng lại có khả năng kết hợp với nhiều đồ khác mà vẫn đảm bảo tính hài hòa. Tuy nhiên, các cô bác, anh chị cần lưu ý rằng các đồ rau sau khi ngâm cùng muối để lên men tự nhiên lại rất dễ hình thành nitrit. Cô bác, anh chị chỉ cần hiểu ngắn gọn, hợp chất này có hại cho sức khỏe, dẫn đến việc tăng huyết áp. Mà cô bác, anh chị nên nhớ, khi huyết áp bị tăng quá mức, mạch máu sẽ chịu tác động nhiều nhất, dẫn đến các tổn thương bên trong mạch máu. Nếu để lâu dài, không phát hiện được sẽ tạo thành một khối máu tích tụ. Điều đó có nghĩa là, cô bác, anh chị đã tiến gần hơn đến căn bệnh tắc nghẽn mạch máu rồi đấy. Bởi vì, chúng diễn biến âm thầm nên chúng ta không hề hay biết đó thôi. Ngoài gây nên căn bệnh tắc nghẽn mạch máu, các cô bác, anh chị có biết không, đồ muối còn được khẳng định có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh ung thư chết người nữa đấy ạ. Nguyên nhân đến từ việc đồ muối sau khi ăn vào sẽ hình thành nitrosamin, loại độc tố gây ung thư đứng đầu hiện nay. Các cô bác, anh chị tiêu thụ lượng ít thì không vấn đề, còn nếu sử dụng quá số lượng cho phép sẽ khiến chất trên tích tụ và phát thành bệnh lúc nào không hay. Chẳng lấy ví dụ đâu xa, các cô bác, anh chị chắc đều biết đất nước Hàn Quốc khá nổi tiếng với món ăn kim chi truyền thống. Về cơ bản, nó cũng như dưa muối, cả muối của Việt Nam, được làm từ các loại rau củ đơn giản như bắp cải, cà rốt, hành lá. Nguyên liệu sau khi được rửa sạch, sơ chế sẽ được đem ngâm muối, ướp cùng ít sốt đặc trưng của họ. Vì món ăn cũng ưa miệng, ngon chẳng kém gì dưa cả muối của nước ta, nên người Hàn thường ăn kim chi khá nhiều và thường xuyên. Có những gia đình còn sử dụng kim chi như món ăn kèm hàng ngày. Và kết quả là, theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hàn Quốc là nước có tỷ lệ ung thư cao thứ hai trên thế giới với con số 243/100.000 dân. Do đó, các cô bác, anh chị nên lưu ý để sử dụng thực phẩm này sao cho đúng cách nhất nhé. Cuối cùng trong danh sách mà tôi muốn chia sẻ với các cô bác, anh chị là loại rau nhiều đường.
Đường được giới chức đầu ngành y tế xác nhận có liên quan đến bệnh tắc nghẽn mạch máu. Nguyên nhân là bởi khi cô bác, anh chị ăn nhiều đường sẽ làm tăng triglyceride, một chất béo có trong máu, là nguyên nhân gây ra mỡ máu, tắc nghẽn mạch máu vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, ăn rau củ nhiều đường còn gây ra một số bệnh lý khác mà có thể các cô bác, anh chị ở đây không ngờ tới, nổi mụn trứng cá, tiểu đường, hệ miễn dịch suy giảm, rối loạn nội tiết và chuyển hóa. Đặc biệt, theo chuyên gia tâm lý Harvey Oates đến từ Los Angeles, Mỹ, chế độ ăn nhiều đường còn là nguyên nhân sinh ra bệnh trầm cảm. Lý do bởi, não rất nhạy với đồ ngọt, khi ăn đường sẽ tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể. Tuy nhiên, khi hết lượng đường ăn vào, cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái lại biến mất. Các cảm xúc cứ thay đổi liên tục như vậy sẽ khiến nội tiết rối loạn, stress gia tăng và lâu dần sẽ sinh trầm cảm. Trên thực tế, các loại rau củ có vị ngọt thường được các cô bác, anh chị sử dụng lại chứa lượng đường khá cao, chẳng hạn như củ cải, cà rốt, củ ấu. Vì vậy, trong khẩu phần ăn hàng ngày, các cô bác nên có sự điều chỉnh để cân bằng các nhóm thực phẩm với nhau, để đủ dinh dưỡng mà không gây dư thừa đường trong cơ thể mình nhé. Bên cạnh những loại rau củ quả nguy hại mà cô bác, anh chị cần hạn chế dùng, thực tế, còn vô vàn các món rau củ khác, rất có lợi cho sức khỏe khác, ăn nhiều càng tốt. Quý cô bác, anh chị có thể lựa chọn để duy trì trong thực đơn hàng ngày cho cả nhà. Hãy theo dõi 4 loại rau củ quả tốt cho sức khỏe nhất mà chúng tôi liệt kê dưới đây nhé. Tuy video hơi dài rồi, nhưng mong các cô bác, anh chị cố gắng nghe để áp dụng cho gia đình, đem về lợi ích lâu dài cho sức khỏe cô bác, anh chị nhé. Loại rau củ quả đầu tiên mà rất nên ăn mỗi ngày đó là quả bơ. Nói đến bơ, chắc nhiều cô bác, anh chị ở đây sẽ nghĩ rằng bơ béo lắm cơ mà, sao lại tốt cho sức khỏe được. Đó là cô bác, anh chị chưa biết đấy thôi ạ. Trong bơ tuy có nhiều chất béo, nhưng nó lại thuộc dạng chất béo không bão hòa, không gây hình thành mỡ. Từ đó, rất tốt với cơ thể. Hơn nữa, bơ chứa thành phần chủ yếu là các vitamin C, K, E, B5, B6 và một số khoáng chất như kali, fola. Vậy nên, nếu nhà cô bác, anh chị nào có trẻ nhỏ, người già thì bơ lại càng là thực phẩm tuyệt vời, hỗ trợ các cụ, các cháu bé tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp thêm các loại vitamin tự nhiên mà chẳng cần tới thuốc bổ. Tuy nhiều vitamin nhưng chắc chắn uống vào sẽ có tác dụng phụ dù chỉ là rất nhỏ. Đặc biệt, trong bơ còn chứa axit folic, một chất cần thiết để phát triển trí não. Vì vậy, nhà cô bác, chị em gái nào đang mang thai, hãy mua bơ ăn nhé. Rất tốt cho trí não em bé mà mẹ thêm khỏe, tránh tăng cân nhiều đấy ạ. Một công dụng tuyệt vời của bơ nữa là nó có thể kiểm soát các vấn đề về tim mạch cho cô bác, anh chị cực kỳ tốt. Nguyên nhân là vì bơ có khả năng giảm hiệu quả nồng độ triglyceride, cholesterol, các yếu tố hình thành mỡ máu, bệnh tắc nghẽn mạch, cao huyết áp. Bên cạnh đó, nhìn chung, bơ còn có tác dụng ngừa táo bón, ung thư, hỗ trợ chữa viêm khớp hiệu quả. Tóm lại, bơ mang nhiều lợi ích cho sức khỏe nên cô bác, anh chị hãy nhớ ăn nhiều và bổ sung ngay vào thực đơn của gia đình mình nhé. Tiếp theo, loại rau củ lành tính, tốt cho sức khỏe mà cô bác, anh chị nên mua đó là măng tây. Theo các tài liệu khoa học, trong măng tây có nhiều các vitamin, khoáng chất cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên, mang tác dụng chống viêm, nhiễm khuẩn cực hiệu quả. Hơn nữa, măng tây còn sở hữu lượng chất xơ khá dồi dào. Các cô bác, anh chị ạ, vì thế, ai bụng dạ kém, thường xuyên nóng trong hay gặp tình trạng táo bón thì nên bổ sung thêm măng tây trong thực đơn hàng tuần nhé. Nó sẽ giúp cô bác, anh chị có hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, nhuận tràng tốt hơn đấy ạ. Ngoài ra, với các chị em phụ nữ sau sinh, ăn măng tây còn giúp kích thích hormone trong cơ thể, khiến tuyến sữa hoạt động nhiều, tiết sữa nhiều hơn, cực lợi sữa luôn đó. Chế biến măng tây cũng rất đơn giản, đa dạng cách nên cô bác, anh chị nên bổ sung định kỳ món rau củ này hàng tuần, có thể luộc, xào hoặc ép lấy nước đều được nhé. Nói đến các loại rau củ tốt cho sức khỏe, thì không thể không điểm danh đến củ dền. Dù có màu sắc đỏ, khi nấu lên nhìn không đẹp mắt lắm. Nhưng, cô bác, anh chị đừng vì thế mà ăn ít loại rau này nhé, cực bổ luôn đấy ạ. Trước hết, củ dền có tác dụng giải độc gan siêu cao nhờ hoạt chất beta-cyanin có trong nó. Cũng bởi sở hữu loại chất này, nên cô bác, anh chị biết không, với các vấn đề về gan như vàng da, ngộ độc thức ăn, viêm gan, chỉ cần ăn củ dền đều đặn, thường xuyên sẽ giúp tình trạng bệnh thuyên giảm đi đáng kể luôn ạ. Bên cạnh đó, củ này còn có khả năng ngăn cơ thể hình thành các lớp mỡ. Vì thế, các cô bác, chị em muốn cải thiện cân nặng, giữ dáng thon đẹp, ngoài tập luyện thì rất nên bổ sung thêm chút nước ép từ thứ củ này mỗi ngày. Ngoài những ưu điểm tuyệt vời kể trên, củ dền còn sở hữu vô vàn các lợi ích sức khỏe khác như
điều hòa huyết áp, chống đột quỵ, bổ máu, tăng miễn dịch, ngừa ung thư, táo bón. Xếp cuối cùng trong danh sách, tôi muốn chia sẻ tới các cô bác, anh chị đó là rau cải bó xôi, hay còn được các cô bác, anh chị gọi là rau chân vịt đó à. Loại rau cải này có chứa beta-caroten và lutein, đây là hai chất chống oxy hóa mạnh. Vì thế, nó sẽ giúp tiêu diệt các tế bào bất thường có trong cơ thể. Từ đó, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư cho các cô bác, anh chị cực hiệu quả đấy nhé. Ngoài ra, trong rau này còn sở hữu thành phần vitamin A, vitamin K dồi dào giúp các cô bác, anh chị có tình trạng mắt kém, nhìn mờ thì sẽ cải thiện đáng kể triệu chứng này. Và đồng thời, nó ngăn chặn các bệnh mãn tính tái phát, duy trì huyết áp thêm ổn định nữa đó à. Vì những lợi ích tốt cho sức khỏe như trên, nên cô bác anh chị hãy dùng cải bó xôi mỗi tuần, tầm 2 đến 3 lần để phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe nên nhé. Quý cô bác và anh chị thân mến, thông qua video này, có thể thấy rằng không phải rau nào cũng tốt, cũng có lợi cho sức khỏe để cô bác, anh chị ăn mỗi ngày được. Do đó, mọi người cần phải biết chắt lọc, chọn ra những loại rau củ chất lượng cả về độ ngon và dinh dưỡng cho sức khỏe để sử dụng cho gia đình mình. Ngoài việc lưu ý tới chế độ ăn uống, tôi muốn nhắn nhủ tới các cô bác, anh chị rằng chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vì thế hãy quẳng âu lo, gánh nặng. Thay vì luôn buồn phiền, các cô bác, anh chị nên thường xuyên hoạt động, tập thể dục, sống với tinh thần vui vẻ, suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ giúp các cô bác, anh chị giữ được sức khỏe tốt, sống lâu hơn bên gia đình của mình đấy nhé. Nếu cô bác, anh chị thấy video của tôi hay, có giá trị, đem lại sự hữu ích, hãy chia sẻ tới người thân, bạn bè của mình nhé. Chúc quý cô bác và anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc. Và tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều video hữu ích khác nữa.